Hello, xin chào Nhâm đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 41 của Thế giới Hoàn Mi, thầy Hào đã phải đánh nhau với Thạch Tử Đăng. Sau một hồi bay nhảy combat trên top và mid, thầy Hào đã đánh cho Thạch Tử Đăng bị thương nha. Thạch Hào tay cầm trường thương trên kích huyết long của Thạch Tử Đăng. Hắn đang định lao vào giết Thạch Tử Đăng đang nằm la liệt dưới mặt đất. Chuyển sang tập 42 của Thế giới Hoàn Mi, một con nhện thái cổ ma chú đã xuất hiện chỗ Thạch Hào và Thạch Tử Đăng. Con nhện ma chu không biết vì sao đã dùng một cái móng chân tấn công Thạch Hào. Thạch Hào đã phải dùng cây thương đặt trước người chống đỡ. Lúc này Thạch Hoàng đã xuất hiện nói chuyện với con nhện thái cổ ma chu. Là chỗ này là Hoàng Đô, không nên manh động đánh người ở chỗ này. Nếu không hắn sẽ biến con nhện thái cổ ma chu thành nhện chết. Con nhện thái cổ ma chu cũng trình bày quan điểm của mình. Là Thạch Hào lúc đánh nhau với Thạch Tử Đăng đã làm con cháu thái cổ ma chu bị thương. Vì vậy nó mới tấn công Thạch Hào. Tuy nhiên Thạch Hoàng không cho Ma Chu tấn công Thạch Hào nữa, khi Thạch Hào chính là người của Thạch tộc. Còn việc Thạch Hào bị làm sao sẽ do hắn xử lý. Do đó con nhện thái của Ma Chu đã quay xe rời đi. Nên mọi người trong Võ Vương Phủ đang suy nghĩ sơ qua về Thạch Nghị đang ở Thượng Cổ Thánh Viện tu luyện. Không rõ sức mạnh của Thạch Nghị có hơn được Thạch Hào không. Chuyện đến cảnh của Thạch Hào đã rời khỏi Võ Vương Phủ. Hắn phát hiện trên đường đi có rất nhiều xe ngựa di chuyển. Thạch Hào đi hỏi mọi người có chuyện gì. Hắn được mọi người kể sơ qua về mừng thọ nhân hoàng. Lần này ở Thanh Long Viên sẽ có tỷ thí đánh nhau và bán rất nhiều đồ vật. Vì vậy Thạch Hào quyết định đi hóng hớt xem sao. Trên đường đi Thạch Hào gặp rất nhiều người đang cưỡi xe ngựa đi đến Thanh Long Viên. Em gái Thiên Hồ Tử muốn cho Thạch Hào đi cùng, nhưng Thạch Hào đã từ chối. Bởi vậy sau khi Thiên Hồ Tử cưỡi xe ngựa rời đi, một tên Lăng Vân Hầu đi xe rồng đến hỏi chuyện Thạch Hào. Là Thiên Hồ Tử đã nói chuyện với Thạch Hào. Tuy nhiên Lăng Vân Hầu nói như đấm vào tai Thạch Hào, nên Thạch Hào đã phi lên xe suốt thằng đó. Thạch Hào tuyên bố cái xe đầu rồng này là của hắn. Sau đó Thạch Hào lên xe chạy bằng động cơ rồng di chuyển đến Thanh Lâm Viên. Ở Thanh Lâm Viên Thạch Hào chào sơ qua Liễu Hàn cũng đến đây. Liễu Hàn hỏi chuyện xe đầu rồng của Lăng Vân Hầu. Thạch Hào nói phép vừa ăn cắp của người khác thành của mình, là Lăng Vân Hầu cho mượn đi đến đây. Đôi lúc này thập lục công chúa xuất hiện. Kể cả Hôn Thiên Hầu anh trai của thập lục công chúa cũng đi đến. Lúc này một ông già đã mang một cái chén bảo cụ đến để bán. Hóa ra đây là chén hoa thiên. Thạch Hào đã trả giá 5 viên huyết tinh châu để mua chén hoa thiên. Đám người Hồ Ma Linh xuất hiện. Hắn đã cầm chén hoa thiên muốn mua của Thạch Hào. Thạch Hào đã túm tay lấy lại chén hoa thiên. Do đó Thạch Hào chửi thằng Hồ Ma Linh chỉ là một con nhện. Con nhện mau chim cút. Nên con nhện đã lao vào đánh Thạch Hào. Thạch Hào đã lao vào sút một sút vào con ma chu khiến nó gãy một chân. Sau đó Thạch Hào dùng chén hóa thiên hút lấy con nhện ma chu phong ấn. Con ma chu đã xin Thạch Hào thả nó ra. Nhưng Thạch Hào cho con nhện nghe là dám đến hoàng đồ quấy phá. Chuyển đến chỗ em gái Thiên Hồ Tiên Tử đang cười. Cô nói chuyện với Thạch Hào đưa con nhện ma chu cho cô. Nếu không Thạch Hào sẽ gặp nguy hiểm sau này. Nhưng Thạch Hào không tin em cáo Thiên Hồ Tiên Tử. Là đưa con nhện ma chu cho Thiên Hồ Tiên Tử thì hắn sẽ không bị làm sao. Cảm ơn anh em đã xem hết video.